Trời ơi, bữa nào đó chị giúp má đó. Má đưa đó. Má con tạo một con người đi. Đi du học bên này. Đúng rồi. Nó có con đi du học đó. Út đi du học bệnh. Lớn là nhiêu tuổi rồi? 20 tuổi. Dữ gì đó. Hai anh em. Dạ hai em. Mời mốt một hai chị em mà. Ủa hủ tiếu xào không mà? Ừ lấy cái này ha, lại đậy lại ha, giống như cái nóc. Được hay à. Dạ đúng rồi. Dạ. Dạ đúng rồi đó, tiệt chiêu, chiêu chiêu không à. Anh liễu lâu rồi. Đúng rồi, nó nhộm. Nhỏ này lục. Cái gì? Ai? Năm vợ. Anh em hội tụ về không? Thì